Xin chào các bạn nhé. Những bạn nào mà đang dùng điện thoại iPhone, các bạn thường xuyên nhận được những cái cuộc gọi từ người thân, bạn bè đó. Nhưng tuy nhiên các bạn lại đôi khi các bạn bận không nghe máy được và các bạn lại không thấy cái cuộc gọi nữa ở trên điện thoại. Vậy thì lý do tại sao vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách khắc phục và các bạn theo dõi trong video này của mình nhé. Thì cái cách khắc phục đầu tiên thì đối với những cái bạn nào mà sử dụng điện thoại iPhone ấy thì các bạn hãy thử reset lại hoặc là khởi động lại cái điện thoại của các bạn nhé. Cách này thì các bạn có thể áp dụng được rất nhiều những cái lỗi khác nhau. Thì các bạn hãy thử cái cách này đầu tiên. Có thể là do cái điện thoại của các bạn nó đang bị lỗi hoặc là một cái vấn đề về cái mạng nó liên quan, thì các bạn có thể khởi động lại hoặc là các bạn reset lại cái điện thoại của các bạn để thử xem có được không nhé. Tiếp theo thì các bạn hãy vào cho mình cái phần là cài đặt này. Đấy, các bạn chọn đến cho mình mục thông báo nhé. Rồi, và các bạn sẽ kéo xuống đến cái phần là điện thoại ở đây. Các bạn xem cái phần thông báo của các bạn đang tắt hay bật. Ví dụ như mình đang tắt như thế này nhé. Thì các bạn nếu mà trường hợp các bạn tắt như thế này thì tất cả những cái thông báo nó sẽ không hiển thị đâu. Và các bạn chọn hết vào ba cái phần là màn hình khóa này, trung tâm thông báo này, biểu ngữ. Các bạn chọn hết lên nhé. Đó, ok chưa? Và các bạn trở ra cho mình. Các bạn sẽ kéo cách tiếp theo nhé. Các bạn kéo xuống cho mình cái phần là điện thoại này. Rồi, trong cái phần điện thoại này các bạn sẽ kéo xuống cho mình cái phần là liên hệ nhé. Đấy, liên hệ bị chặn này. Đó, liên hệ bị chặn thì các bạn xem này, các bạn xem có cái số nào mà các bạn thấy ở trong cái phần danh sách liên hệ bị chặn này, các bạn hãy xóa đi. Nếu mà các bạn không xóa đi thì những cái số đó, những cái số mà trong liên hệ chặn này gọi đến ấy, nó sẽ không thông báo hoặc là không gọi được cho các bạn đâu nhé. Các bạn lưu ý cho mình cái phần này. Hy vọng với các cách mình vừa hướng dẫn trên thì các bạn nào đang gặp phải cái tình trạng các bạn không nhận được thông báo hoặc là các bạn không có thông báo cuộc gọi lỡ từ các cái cuộc gọi ở trên điện thoại thì các bạn tìm hiểu và các bạn có thể áp dụng, hy vọng sẽ giúp cho các bạn cải thiện được nhé. Và nếu các bạn thấy hay, nhớ like video và chia sẻ cho mọi người được biết nhé.